Hello, hello. Xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cấu hình cái con router TP-Link R600VPN. Thì tất cả các chức năng thông tin quý vị có thể tìm hiểu trên mạng. Và nếu quý vị cần một cái đường truyền mạng ổn định cũng như là wifi thì quý vị sử dụng cái này, nó rất chi là hay, rất chi là ổn định. Và nó có rất nhiều các chức năng. Ngoài các chức năng ở đây thì quý vị có thể kiểm soát được từ xa. Hơn nữa, quý vị có thể chặn các địa chỉ website theo ý muốn của mình. Rồi, thì bình thường khi quý vị mua cái cục R600VPN này, nó sẽ có một cái địa chỉ domain và cái username cũng như là cái password đi kèm đó. Quý vị hãy truy cập vào cái địa chỉ domain của cái cục R600 này và đăng nhập bằng tài khoản mà nó ghi ở cái mặt sau, hoặc cái lúc người ta bán người ta sẽ cung cấp cho quý vị cái username và password. Ok chưa? Ở đây tôi sẽ đăng nhập. Rồi thì đây là cái giao diện chính. Và quý vị lưu ý, quý vị sử dụng đường truyền mạng của nhà mạng nào cũng được, VNPT, FPT hoặc là Viettel, quý vị đều có thể sử dụng cái cục R600 này. Về cái cấu hình cho cái modem của mỗi nhà mạng thì nó hơi khác nhau một chút, nhưng quý vị không biết cấu hình cái modem của nhà mạng thì quý vị có thể gọi đến tổng đài nhờ bên nhà mạng, họ sẽ sắp xếp người, họ sẽ cấu hình cho quý vị. Đó, khi cấu hình xong ở cái modem thì quý vị hãy cắm cái đường dây vào một cái cổng từ modem và cắm sang cái cổng WAN này, cổng WAN của cái R600. Ok chưa? Và quý vị cắm tiếp một cái đường dây từ cái R600 này. Quý vị có thể chọn bất cứ cổng nào. Một đầu cắm vào cái R600 và một đầu cắm vào máy tính. Ok chưa? Đó, khi quý vị kết nối thì quý vị sẽ đăng nhập được vào cái địa chỉ để quý vị quản trị cài đặt cái cục R600. Rồi thì để cài đặt, quý vị chọn vào network, chọn WAN. Quý vị có thể chọn WAN 1 hay WAN 2, đấy là tùy cái lúc nhà mạng, nhân viên kỹ thuật nhà mạng họ cài đặt. Còn nếu không, quý vị cũng có thể thử WAN 1, WAN 2 đều có thể được. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy chọn là PPPoE. Đó. Ở cái ô thứ hai là username. Cái này quý vị lúc bắt đầu lắp mạng họ sẽ cung cấp cho quý vị cái username và cái password này, thì quý vị hãy nhập vào. Trường hợp quý vị quên thì quý vị có thể gọi điện lên tổng đài báo là họ sẽ cung cấp lại cái username và password này. Ok chưa? Cái ô này quý vị để nguyên là chế độ tự động kết nối. Và tất cả các ô bên dưới này quý vị để nguyên. Quý vị chọn vào server. Đó.
Thì quý vị để ý đến cái phần bên này. Khi quý vị server xong, nó chưa có connect đâu mà nó vẫn là một cái trạng thái disconnect. Ok chưa? Quý vị server xong thì quý vị chọn vào connect. Đó. Bao giờ bên này nó có cái biểu tượng là connected, là trạng thái kết nối đã thành công, thì quý vị sẽ thấy ở góc dưới màn hình này nó có cái biểu tượng máy tính nó sẽ hiện lên, đó là đã kết nối và đã có mạng. Ok chưa? Rồi, vậy là đã xong cái phần cài đặt của cái cục R600 này. Và nó còn rất nhiều các chức năng ở đây. Đó, như là firewall này. Quý vị có thể tìm hiểu thêm. Đó, như là cái thời gian đăng nhập này, rồi là tất cả các lịch sử đăng nhập, hoặc là ở đây là lịch sử mà tôi đi set lại, đi check lại này. Đó. Hoặc là những cái lịch sử mà họ ping tấn công mạng, nó cũng sẽ có thông báo ở trên này. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.